Nội dung xin chào các bạn, sau đây là một số tin đáng ký trong ngày Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép tiểu bang buộc người nhận Medicaid đi làm Jack in the Box tính tự động hóa vì lương căn bản tăng Và một ông sống với sẽ kết bạn gái trong một tháng ở tại Michigan, à, không hiểu tại sao Thưa quý vị, sáng nay chính quyền Donald Trump cho biết là họ sẽ đưa ra một đề nghị Cho phép các tiểu bang được quyền yêu cầu những người đang hưởng Medicaid là một chương trình bảo hiểm của chính phủ đi làm. Medicaid là trước giờ do chính phủ phối hợp với các tiểu bang để mà cung cấp bảo hiểm cho khoảng 70 triệu người nước Mỹ. Trong số này đa số là người lớn tuổi, người bệnh tật và một số người lớn đang đi làm. Tại sao nó có chuyện này? Đang đi làm tại sao có, có Medicaid? Là bởi vì cái nơi họ làm đó không cung cấp bảo hiểm cho họ và vì cái thu nhập họ thấp và cái này nó được mở rộng dưới cái thời tổng thống Barack Obama qua cái chương trình Obama Care. À. Thì bây giờ đó thưa quý vị, trong số 70 triệu người này thì đại đa số là họ không đi làm là bởi vì lớn tuổi này, bệnh tật này, à. hoặc là họ đã đi làm rồi. Thì bây giờ họ chỉ kiếm những người nào mà không đi làm thì anh phải đi làm. Không nhất thiết phải đi làm. Cái chuyện đi làm là một, hoặc có thể anh tình nguyện làm cái chuyện gì đó, hoặc là anh chăm sóc người trong nhà, hoặc là anh đi học nghề cái này nó cũng giống giống như cái dạng welfare đó tức là welfare trước đây họ bắt là anh không được chỉ ăn welfare không mà không đi làm thì anh phải đi học hoặc đi làm cái gì đó để anh tái gia nhập cái lực lượng lao động của mỹ thì bây giờ cái medicare này cũng vậy họ đặt trong cái điều kiện như thế thì theo luật liên bang đó thì các tiểu bang không được quyền làm như thế nhưng bây giờ liên bang cho phép làm với điều kiện anh phải xin cái waiver có nghĩa là miễn áp trực, miễn áp dụng cái, cái cái điều khoản của liên bang thì liên bang cho biết hiện nay có khoảng 10 tiểu bang à, họ đã nộp đơn và chuẩn bị làm những cái uh, gọi là xin được miễn cái điều khoản Medicare để mà có thể kêu người dân đi làm. Đó. Thì uh, trong số 10 tiểu bang này thì không có California. Ở bên phía dân chủ thì họ phản đối cái chuyện này. Họ nói rằng Medicare tức là bảo hiểm y tế là một quyền lợi, là một quyền tức là rai right. Anh không thể nào dùng cái quyền đó mà anh bắt người ta làm chuyện khác để được hưởng cái quyền đó. À, lập luận là như thế. Có nghĩa là quyền của tôi thì tôi đương nhiên tôi được hưởng, anh không được đưa điều kiện thì cái này chắc chắn là sẽ còn tranh cãi nhiều trong những ngày tới nhưng mà đây là cái hướng đi của chính quyền tổng thống Donald Trump trong cái chuyện là muốn là thay đổi uh, bắt người ta phải đi làm để mà phụ lại với chính quyền liên bang hay gì đó thì đó là một ý tưởng hay mà lựa thực hiện hay không lại là một chuyện khác uh, liên quan đến vấn đề lao động ở Mỹ thưa quý vị chúng ta nghe trong thời gian qua là có nhiều cái chuyện ví dụ chính quyền tổng thống Donald Trump bảo là, chúng tôi sẽ tạo thêm việc làm việc làm vân vân nhưng mà thưa quý vị tạo được việc làm hay không lại làm chuyện khác bởi vì đó là chuyện do thị trường nó quyết định thôi, chứ không phải chính sách quyết định chính sách chỉ một phần nào thôi thì cái chuyện tự động hóa nước Mỹ càng ngày nó càng giết những công việc làm không cần phải chuyển công việc làm ra nước ngoài càng ngày người ta tự động hóa thay vì đưa con người làm ta đưa robot làm là con người mất việc thôi nhưng mà cái đó nó chỉ là ý tưởng thôi bởi vì để robot hóa tự động hóa cũng tốn tiền lắm chứ mà không thì các công ty lâu nay họ cũng ngại ngùng nhưng bây giờ bắt đầu họ làm đặc biệt là hiện nay nhất là sang năm 2018 nhiều tiểu bang bắt đầu nâng cái lương cơ bản lên ví dụ California từ ngày 1 tháng giêng là 10 đồng rưỡi cho công ty nào mà có 25 nhân viên trở xuống. 26 nhân viên trở lên là 11 đồng và trong tương lai trong vài năm nữa sẽ lên 15 đồng sẽ là tiểu bang đầu tiên nước Mỹ có mức lương căn bản là 15 đồng. Và hiện nay tổng cộng có khoảng 18 tiểu bang đều nâng mức lương căn bản lên. Thì chết rồi, để bây giờ mấy ông mà mà gọi là, là bán hamburger, ông mà Jack the Box cái ông tổng giám đốc là Leona CoMa ngày hôm qua cho biết là chúng tôi đang tính chuyện phải tự động hóa tức là cho robot đứng bán <laughs> hamburger trước đây họ đã thử rồi nhưng mà vì nó đắt quá cái đặt cái máy nó đắt quá bây giờ họ phải làm thôi thì họ sẽ uh, tính đến cái chuyện đó hamburger Wendy cũng đang tính chuyện đó luôn đó, họ cũng tự động hóa cho để cho robot hoặc cái máy nó bán còn McDonald's đó thì vẫn giữ nguyên vẫn có người đứng bán nhưng mà họ sẽ đặt thêm thử cái máy này ở khoảng 2.500 cửa hàng của họ thì thưa quý vị đây là cái chuyện trong tương lai mà nếu mà họ làm thành công thì chúng ta sẽ bị mất việc thôi đương nhiên là đương nhiên cuối cùng là có tin hơi là lạ thưa quý vị là có một người đàn ông 49 tuổi tên là David Horn ở thành phố Monroe tiểu bang ở uh, Michigan không biết vì sao ông sống với xác chết của cô bạn gái trong một tháng trời à, vụ này được phát hiện vào ngày 31 tháng 12 và tin liền mới ra cái cô này tên là Kanda Simon năm nay khoảng uh, 50 tuổi hơn ông này một tuổi khoảng đó thôi thì mấy ngày đó cô bà này bà chết không biết vì lý do gì thì ông này á thay vì ông báo cho sở cảnh sát để lấy xác thì ông không báo ông luôn dùng đèn cày ông đốt để cho nó đừng có mùi à, thế hàng xóm cũng không ai biết cả thế nhưng mà hàng xóm bảo là, ủa sao mấy ngày nay không thấy cái cô bạn gái ông này đâu thì ông này cứ nói ô cố bận việc này việc kia tùm lum la ngay cả ông chủ đất đến hỏi cũng bảo là ơ cô có bạn này bây giờ một tháng trời người ta nghi có châm rinh ron thì người ta báo cảnh sát thì hôm 31 tháng 12 người ta đến người ta coi thì mới biết à cô này đã chết ở trong nhà cả tháng này rồi mà ông này không báo lý do tại sao ông này không báo cho đến vấn này cảnh sát không biết được câu trả lời duy nhất của ông này với cảnh sát là tôi hoảng quá tôi không biết làm gì hết thành ra tôi cứ để đó mà cũng có thể là ông này ông thương cô này quá không muốn rời cô này Thầy cứ để cái xác sống, sống trong xác tôi tháng trời trong trong nhà rồi nó can đảm quá kinh hoàng quá tuy nhiên Ông này bị chưa bị truy tố tội giết người bởi vì không chắc có phải là ông giết hay không Người ta nghĩ là cô này bị bệnh Nhưng ở bên Michigan cái chuyện mà có xác người trong nhà mà không báo cho cảnh sát đó là tội hình Thì ông này bị bị bắt và là đã thả ra nhưng mà đóng một số tiền thế chân là 50.000 đô la Tiền hậu, tiền tại ngoài hậu tra, hậu tra Và ngày 18 tháng giêng này ông phải ra tòa để trả lời tại sao ông không báo cáo xác chết này Đó là câu chuyện rất là lạ bên Michigan Cảm ơn quý rất nhiều thời gian phần tin Việt TV Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới